Long Minh Đan Home Man hôm nay giới thiệu đến các bạn trẻ một kiểu tóc gọi là La Mã phá cách, cộng với cái mẫu hình thì Kuruma sẽ khắc là mẫu hình hoa văn Ai Cập giới thiệu đến các bạn nha. Và các bạn nào có nhu cầu học nghề tóc nam thì hãy lựa chọn trường dạy nghề Minh Đan. Thầy mong có cơ hội để được dạy nghề cho các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tóc Đẹp lần sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn.